chính phủ Trung Phi và lực lượng dân quân đối lập ký vào bản hiệp ước hòa bình tại quốc gia Gabon, tin từ Libreville, Gabon. Trưởng đoàn đàm phán chính phủ và đại diện dân quân đối lập Trung Phi đã ký vào bản hiệp ước hòa bình Trung Phi được tổ chức tại thủ đô Libreville, quốc gia Gabon. Sau 3 ngày thương lượng trước sự chứng kiến của Liên hiệp châu Phi và Cao ủy Liên hiệp quốc, cả hai phía đều ký vào bản hiệp ước hòa bình vào ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 1. Lực lượng dân quân đối lập Seleka yêu cầu chính phủ Trung Phi phải trả tự do hoàn toàn vô điều kiện các nhà hoạt động chính trị đối lập và toàn bộ quân đội ngoại quốc phải rút ra khỏi Trung Phi sau khi hiệp ước hòa bình được ký kết. Song song đó, Tổng thống François Bozize phải chấm dứt quyền hành vào cuối năm 2016. Qua một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại do thông tấn xã Reuters thực hiện, một nhân viên cao cấp trong lực lượng dân quân đối lập nói rằng Seleka sẽ thực thi hiệp định đình chiến và tôn trọng hiệp ước hòa bình đã được ký kết thông qua các điều khoản đã được thỏa thuận từ cả hai phía dưới sự chứng kiến của Liên Hiệp Quốc. Seleka sẽ hỗ trợ các tiến trình đương cử những nhân sự mới tại Quốc hội. Trung Phi là một trong vài quốc gia khu vực có sự hiện diện của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ nhằm truy quét và tiêu diệt các lãnh chúa còn sót lại. Với tài nguyên dồi dào về vàng, kim cương và uranium, nhưng quốc gia Trung Phi được liệt kê vào trong danh sách những nước kém phát triển nhất trên thế giới.